Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ sang bài tiếp theo của chương trình vật lý 6, tức là chúng ta sẽ sang bài đòn bẩy các em nhé. Một số người quyết định dùng cần vợt để nâng ống bê tông lên, liệu làm như thế có dễ dàng hay không? Nhìn vào hình 15.1 đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn, đó là tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy. Một lớn là tìm hiểu cấu tạo đòn bẩy, các em hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vợt xà beng cái búa nhỏ đinh như hình các cái hình là 15.1, 15.2 và 15.3, chúng đều là các cái dạng của đòn bẩy. Các đòn bẩy đều có một cái điểm xác định gọi là điểm tựa. Đòn bẩy có thể quay xung quanh cái điểm đấy. Trọng lượng của vật cần nâng là F1 tác dụng vào một cái điểm của đòn bẩy thì vật thì tác dụng vào đòn bẩy là O1, còn lực nâng F2 tác dụng vào một điểm khác của đòn bẩy thì là O2. Như vậy đối với đòn bẩy nó sẽ có 3 cái điểm mà các em cần chú ý. Điểm thứ nhất đó là điểm tựa. Điểm tựa này là cái điểm để cho cái đòn bẩy nó tựa vào cái điểm đấy. Cái đòn đấy nó tựa vào cái điểm đấy và cái đòn nó có thể xoay xung quanh cái điểm đấy. Cái điểm tiếp xúc giữa gì? Giữa vật, vật và đòn bẩy thì nó sẽ là O1. Cái điểm tiếp xúc của ví dụ như tay chúng ta tác dụng lực chẳng hạn, cái điểm tiếp xúc thứ hai mà tác dụng lực lên đòn bẩy sẽ là O2. Vậy ở đây chúng ta có câu C1 là hãy điền các chữ O1, O2 vào vị trí thích hợp trên hình 15.2 và hình 15.3. Vậy thì hình 15.2 và hình 15.3 thì người ta vẽ ở trong sách giáo khoa trang 47 đấy. Thì là hình 15.2 ở đây là có một người dùng một cái đòn bẩy, người ta đang muốn bẩy một cái kiện hàng lên. Còn hình 15.3 thì người ta đang muốn dùng một cái búa nhỏ đinh để người ta bẩy cái đinh nó lên, đúng không ạ? Vậy ở đây thì cô không vẽ hình, mà các cái video đợt này thì cô cũng hạn chế là quay ở trên sách, nên là cô vẽ các cái hình này cô chỉ vẽ dưới dạng minh họa thôi. Thì các em nếu mà các em muốn nhìn rõ hơn thì các em có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa. Tuy nhiên là các cái hình này về cơ bản là cũng đã nó cũng đã sát với cái cấu tạo của cái đòn bẩy rồi. Cô chỉ không vẽ kiện hàng, cô không vẽ người lên, còn là về cấu tạo đẹp đòn bẩy nó giống như là cô đã vẽ ở phác họa, cái kiểu phác họa như này. Thì chắc là các em cũng nắm được. Ở đây chúng ta sẽ điền các cái ô, các cái chữ ô, O1, O2. Cái đầu tiên ô là gì? Ô chính là cái điểm, cái điểm mà cái đòn bẩy đấy nó sẽ tiếp xúc với cái điểm đấy và đòn bẩy nó sẽ có thể quay xung quanh cái điểm đấy. Vậy đòn bẩy thì nó có dạng là một cái gậy dài như này. Đấy thì nó là dạng đòn bẩy. Thì chúng ta thấy là đây chính là đòn bẩy. Cái hình cái búa này cũng dạng như là đòn bẩy. Vậy thì chúng ta thấy cái này này. Đầu tiên là cái gậy này. Cái gậy này thì nó sẽ gì? Tựa vào đâu? Nó tựa vào đâu để nó bẩy cái kiện hàng này? Vậy nó tựa vào cái điểm này đúng không ạ? Vậy cái điểm này chính là ô, điểm ô. Ô này, cái đòn bẩy này nó có thể xoay xung quanh cái điểm này. Đây, có thể nếu như mà chúng ta dùng lực chúng ta đè lên thì cái điểm này, cái phần phía dưới này nó nảy lên. Như vậy là cái gậy ô này nó xoay xung quanh cái điểm ô, đúng không ạ? Cái gậy này xoay xung quanh điểm ô. Vậy điểm ô này chính là điểm tựa của cái gậy này. Vậy đây chính là vị trí của ô. O1. O1 là vị trí của cái gì đấy? O1 ở đây chính là cái tác dụng của một vật lên đòn bẩy. Vậy cái vật ở đây có một cái vật này. Có đúng không? Trong sách người ta vẽ đây một cái vật. Và vật này tiếp xúc với đòn bẩy ở đâu thì đấy chính là vị trí O1. Vậy đây chính là vị trí O1. Ở cái hình 15.2 này thì người này dùng một cái lực để đè xuống như này. Đè xuống như này để nảy cái này lên. Như vậy cái vị trí của tay người tiếp xúc với đòn bẩy ở đâu thì đấy sẽ là O2. Vậy đây chính là vị trí O2. Đối với cái búa đinh này, cái búa nhỏ đinh này nó cũng là một dạng của đòn bẩy. Vậy cái búa nhỏ đinh này nó tựa vào đâu để nó nảy cái đinh lên? Nó tựa vào đâu? Vậy nó sẽ tựa vào đây. Điểm tựa chính là cái vị trí này. Vậy đây chính là ô. Được chưa? Đây, nó nằm trên một cái mặt sàn như này. Đấy, như vậy cái này chính là vị trí điểm tựa của cái búa nhỏ đinh. Cái vị trí O1 tức là cái vật mà chúng ta cần đưa cái vật đấy đi sang vị trí khác
đấy, đưa một vật từ vị trí này sang vị trí khác thì cái vật đấy tiếp xúc với cái đòn bẩy tại đâu thì đấy là O1. Vậy ở đây chúng ta đang cần nhổ cái đinh đúng không ạ? Đang cần nhổ cái đinh, vậy O1 chính là vị trí của cái đinh. Đúng chưa? O2 chính là cái vị trí mà chúng ta tác dụng lực. Vậy tay của chúng ta đặt ở đâu thì đấy chính là vị trí của O2. Vậy đây chính là vị trí O2. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong câu C1 là chúng ta sẽ điền các cái ô, O1, O2 vào các cái vị trí tương ứng. Đúng không ạ? Vậy thì cái O1 này nó sẽ nằm ở vị trí là thứ nhất. Thứ nhất là các em điền O1. Cái vị trí thứ hai thì các em điền là O. Cái vị trí thứ ba thì các em điền là O2. Đây là vị trí O. O này thì nó sẽ nằm ở vị trí thứ 5. 5 này các em cũng điền là O. 4 là các em điền là O1. Và đây 6 chính là O2. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong câu C1 này. Sang phần 2. 2 ở đây là đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề. Đặt vấn đề ở đây là trong cái đòn bẩy hình 15.4, muốn cái lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì khoảng cách các em sẽ dự đoán là OO1 và OO2 nó sẽ thỏa mãn điều kiện gì. Vậy muốn cho cái lực nâng càng nhỏ ấy, thì khoảng cách từ điểm tựa đến cái mà chúng ta tác dụng lực nó phải càng lớn. Đúng không ạ? Tay chúng ta tác dụng lực, cái khoảng cách từ điểm tựa đến tay càng lớn thì chúng ta sẽ dùng lực càng nhỏ. Và ở đây chúng ta sẽ dự đoán như sau. 2 là đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? Đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ dự đoán phần 1 là đặt vấn đề. Khi mà chúng ta muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì khoảng cách từ OO1 đến OO2 phải như thế nào? Tức là khoảng cách từ điểm tựa đến vật nó phải nhỏ hơn từ điểm tựa đến cái tay của chúng ta tác dụng lực, thì lúc đó cái lực của tay của chúng ta sẽ nhỏ hơn trọng lượng của vật. Đấy là dự đoán nhé. Vậy chúng ta sẽ dự đoán như sau. Muốn lực nâng vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. Muốn lực nâng vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật thì OO1 phải nhỏ hơn OO2. Đây là dự đoán của chúng ta. Bây giờ để xem thử cái dự đoán này là đúng hay không thì chúng ta sẽ sang phần 2 là cái phần thí nghiệm. Phần thí nghiệm. Thí nghiệm ở đây thì các em cần phải chuẩn bị, đó là bao gồm một cái lực kế này, một cái khối trụ kim loại có móc này, dây buộc này, giá đỡ này, có thanh ngang, có khối lượng không đáng kể. Và sau đó chúng ta tiến hành làm thí nghiệm, đúng không ạ? Tiến hành làm thí nghiệm thì cái phần này các em sẽ làm thí nghiệm ở lớp. Tuy nhiên thì cái kết quả thí nghiệm ở lớp có thể nó sẽ khác với kết quả của cô đưa, của cái bài mà cô đưa ra ở đây. Nó phụ thuộc vào cái khối lượng của vật các em dùng là bằng bao nhiêu. Tuy nhiên thì cô vẫn đưa một cái bảng ra đây để làm cho cái bài học các em nó dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Và ở lớp thì có thay đổi số liệu thì các em cũng biết dựa trên cái quy tắc mà cô sẽ hướng dẫn cho các em ở cái bảng sau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu C2. Câu C2 là chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng như thế này. Câu C2 ở đây thì cô giả sử
Kế vật của cô ở đây nó sẽ có khối lượng là 0,3 kg. Cô giả sử vật có khối lượng M bằng 0,3 kg. 0,3 kg chuyển sang thì nó sẽ bằng là 3 N. Đúng chưa? Trọng lượng của vật sẽ là bằng 3 N. Khối lượng này thì bằng 0,3, trọng lượng sẽ bằng 10 lần khối lượng, vậy trọng lượng sẽ bằng 3 N. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh OO2 với OO1. Ta sẽ có cái bảng như sau. Đây là chúng ta so sánh OO2 với OO1. So sánh OO2 OO1. Trọng lượng của vật ở đây là P thì bằng F1 đi. Thứ hai là cường độ của lực kéo vật. Cường độ lực kéo vật ở đây là F2. Nếu như mà chúng ta có OO2, đây trường hợp thứ nhất là OO2 lớn hơn OO1, trường hợp thứ hai là OO2 bằng OO1, và trường hợp thứ ba là OO2 sẽ nhỏ hơn OO1. Còn bên này, cả ba trường hợp thì cái trọng lượng của vật thì luôn luôn không đổi, đều là bằng 3 N. Cái này thì bằng cái thí nghiệm thực tế thì các em rút ra được như sau. Nếu như mà OO2 lớn hơn OO1, tức là khoảng điểm tựa đến cái tay mà chúng ta tác dụng lực lớn hơn từ điểm tựa đến vật, thì lúc này lực F2 của chúng ta sẽ nhỏ hơn F1, tức là F2 của chúng ta sẽ nhỏ hơn 3 N. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là F2 nhỏ hơn F1, ví dụ là chỉ bằng 2 N thôi. Đấy, vậy cái ô này này, cái ô F2 này các em, nếu như mà làm thí nghiệm ở lớp thì giá trị F2 này nó luôn luôn phải nhỏ hơn F1 thì đúng. Còn nếu mà các em ghi ra F2 bằng giá trị của hai ô này bằng nhau, hoặc là cái ô này nó lại lớn hơn ô này thì sai mất rồi. Đấy, tức là khi mà OO2 lớn hơn OO1 thì F2 nó sẽ nhỏ hơn F1. Nếu OO2 bằng OO1 thì cái F2 này nó sẽ bằng F1, tức là trường hợp này F2 sẽ bằng 3 N. Còn nếu như mà OO2 lại nhỏ hơn OO1 thì các em làm thí nghiệm thực tế thì các em sẽ thấy là lúc này F2 nó sẽ lớn hơn cái F1 này. Ví dụ như lớn hơn, ví dụ như nó bằng 4 N chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang câu C3. C3 ở đây chính là phần rút ra kết luận. Chọn từ tích hợp trong khung để liền vào chỗ trống trong các câu sau. Muốn lực nâng vật ... trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực nâng ... khoảng cách từ điểm tựa tới cái điểm tác dụng của trọng lực. Vậy như vậy thì chúng ta có như thế nào? Ở đây là muốn cho lực nâng vật nó nhỏ hơn trọng lượng vật. Vậy câu đầu tiên, từ đầu tiên các em điền đó là từ nhỏ hơn. Lực nâng thì bao giờ mình cũng mong muốn là nó nhỏ hơn trọng lực, đúng không ạ? Vậy muốn cho lực nâng nhỏ hơn trọng lực của vật thì các em điền từ đầu tiên đó là từ nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới cái điểm tác dụng lực ấy, khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng lực phải lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến vật. Vậy ở đây các em, từ tiếp theo các em điền đó là từ lớn hơn. Từ đầu tiên các em là muốn lực nhỏ hơn này, muốn chúng ta muốn tác dụng một lực nhỏ hơn thì chúng ta phải làm sao để cho cái khoảng cách từ điểm tựa đến cái vị trí chúng ta tác dụng lực nó phải lớn hơn cái khoảng cách từ điểm tựa đến vật, đúng không ạ? Vậy câu C3 các em sẽ điền hai từ. Từ thứ nhất các em điền đó là từ nhỏ hơn. Lực nhỏ hơn khi khoảng cách phải lớn hơn. Vậy hai các em sẽ điền đó là từ lớn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu phần 4 là vận dụng. Cô sang câu C4 luôn.
Tìm thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. Vậy trong cuộc sống người ta có một số các cái ví dụ sử dụng đòn bẩy thì rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta có cái xà beng. Xà beng là một cái dụng cụ nó ứng dụng của đòn bẩy. Hoặc là các em có cái bật bia. Bật bia thì nó cũng là của đòn bẩy, đúng không ạ? Hoặc là các em thấy cái bấm móng tay của chúng ta cũng là cái ứng dụng của đòn bẩy đấy các em. Đấy, hoặc là cái búa nhỏ đinh cũng là ứng dụng của đòn bẩy, đúng không ạ? Vậy một số ứng dụng của đòn bẩy trong cuộc sống. Ví dụ như là cái xà beng. Cái xà beng này thì những cái người xây dựng người ta hay dùng, đúng không ạ? Đấy, để bẩy cái gì đấy lên. Hoặc là chúng ta có cái búa nhỏ đinh này. Đúng không? Hoặc là chúng ta có là cái bấm móng tay này. Hoặc là chúng ta cũng có một cái nữa hay sử dụng ở đây, đó là cái bật bia. Đấy, những cái này là nó là sử dụng của đòn bẩy, ứng dụng của đòn bẩy. Sang câu C5, hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình 15.5. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang hình 15.5. Hình 15.5 ở đây chúng ta có một số các cái vật dụng là ứng dụng của đòn bẩy. Ví dụ như là cái thuyền này, chèo thuyền. Hai cái máy thuyền đấy là ứng dụng của đòn bẩy. Cũng như là cái xe rùa này, cái kéo cũng là ứng dụng của đòn bẩy này, bằng bênh cũng là đòn bẩy này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lập một cái bảng. Để sang câu C5 chúng ta sẽ có một cái bảng như sau. Bây giờ bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút, bởi vì câu C5 nó rất là dài và cần rất là nhiều bảng, nên là cô sẽ xóa toàn bộ phần cả hai phần bảng luôn. Cô sẽ xóa cả hai phần bảng đi nhá. Đây. Hãy chỉ ra điểm tựa. Vậy ta sẽ có hình này, ta sẽ có tên của hình này, đây là tên hình này, được chưa? Đây là điểm tựa này. Ta có điểm tựa, xem thử điểm tựa là ở đâu này. Tiếp theo là chúng ta có điểm tác dụng lực F1 này. Điểm tác dụng lực F1. Rồi điểm tác dụng lực F2 này. Đây, hình thì ta có ở đây là có 4 hình, đúng không ạ? Thứ nhất là hình chèo thuyền. Hình chèo thuyền thì cái điểm tựa ở đây là chính là cái chỗ nối mái chèo và mạn thuyền, thì đấy chính là điểm tựa. Điểm tựa chính là chỗ nối mái chèo và mạn thuyền. Là điểm tác dụng lực F1. Ở đây có hai cái tác dụng lực. Thứ nhất là cái vị trí tiếp xúc của nước và mái chèo. Đây chính là vị trí là tác dụng lực F1. Tức là nước nó lại tác dụng lên, đúng không ạ?
vị trí tiếp xúc. Của nước và mái chèo. Đây chính là cái điểm tác dụng lực F1. Điểm tác dụng lực F2 chính là vị trí tiếp xúc của cái tay người và mái chèo. Vị trí tiếp xúc. Của vị trí tiếp xúc của tay người và mái chèo. Đây là hình thứ nhất. Sang hình thứ hai của chúng ta là cái xe cút kít, hay còn gọi là xe rùa. Đấy, xe rùa này thì điểm tựa chính là, điểm tựa ở đây chính là cái trục của bánh xe. Cái điểm tác dụng lực F1 chính là vị trí tiếp xúc của cái mặt đáy thùng với lại gì? Vị trí tiếp xúc của cái mặt đáy thùng với lại cái khung xe, đúng không ạ? Thứ hai ở đây là cái điểm tác dụng lực F1 chính là điểm tiếp xúc. Của mặt đáy thùng với cái khung của xe. Đây chính là điểm tác dụng lực F1. Sang điểm tác dụng lực F2 ở đây chính là vị tiếp xúc, cái vị trí tiếp xúc của tay người với khung xe. Vị trí tiếp xúc của tay người với khung xe. Sang hình thứ ba, đó là hình cái kéo. Hình thứ ba của chúng ta là hình cái kéo. Đối với hình cái kéo này thì điểm tựa của nó chính là cái gì các em? Chính là con ốc nối hai phần của kéo. Điểm tựa chính là cái vị trí con ốc nối hai phần của kéo. Đấy. Cái vị trí, cái điểm tác dụng của lực F1 ở đây chính là cái vị trí mà lưỡi kéo chạm vào vật cần cắt, thì nó chính là cái điểm tác dụng lực F1, chính là vị trí mà lưỡi kéo chạm vào hoặc là tiếp xúc vật cần cắt. Đấy, lưỡi kéo tiếp xúc vật cần cắt thì đây chính là cái điểm tác dụng lực F1. Điểm tác dụng lực F2 ở đây chính là vị trí tiếp xúc giữa tay người và kéo, đúng không ạ? Vị trí tiếp xúc giữa tay người và kéo.
Hình cuối cùng của chúng ta ở đây là hình cái bấp bênh. Hình cuối cùng. Đó là cái bấp bênh. Vậy đối với cái bấp bênh ở đây thì điểm tựa chính là vị trí nối trụ với lại thanh của bấp bênh. Vị trí nối trụ với thanh bấp bênh. Thì đây chính là cái vị trí của điểm tựa. Điểm tác dụng lực F1 ở đây là vị trí ngồi của em bé thứ nhất, đúng không ạ? Vị trí ngồi của em bé 1. Còn cái điểm tác dụng lực F2 ở đây là vị trí ngồi của em bé 2. Hai cái này có thể đổi vị trí cho nhau. Nếu em này nằm ở vị trí F1 rồi thì em còn lại nó sẽ ở vị trí F2. Như vậy là cô và các em đã vừa đi xong được câu C5. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu C6, là hãy chỉ ra cái cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo. Vậy muốn làm giảm lực kéo thì khoảng cách từ đâu, từ điểm đặt đến cái vị trí tác dụng lực nó phải gì? Phải lớn đúng không ạ? Điểm đặt đến vị trí tác dụng lực càng lớn hơn cái điểm đặt đến vật bao nhiêu lần thì lúc đó lực chúng ta nó sẽ nhỏ đi bấy nhiêu lần. Về ở đây chúng ta sẽ gì? Dịch chuyển giá đỡ. Chúng ta sẽ dịch chuyển giá đỡ lại gần ô 1 hơn để cho ô 1 càng nhỏ. Ô 1 càng nhỏ, ô 2 càng lớn thì lực F2 nó sẽ càng nhỏ. Đúng chưa? Vậy chúng ta lại có câu C6 như sau. Câu C6. Là chúng ta sẽ làm như sau. Các em sẽ dịch chuyển giá đỡ lại gần ô 1 hơn. Giá đỡ lại gần ô 1 hơn. Đúng chưa? Để ô 1 càng nhỏ, ô 2 càng lớn. Ô 2 càng lớn thì cái lực F2 càng giảm. Đấy, đây là cái biện pháp cải tiến của chúng ta. Và đối với phần này các em có một cái sự chú ý cho cô. Chú ý cho cô như sau. Sau cái bài này các em có chú ý, và cái chú ý này nó sẽ giúp các em trong một số các cái bài liên quan đến tính toán. Ví dụ cô có như sau. Đây là điểm tựa O. Đây là vị trí của F1. F1 chính là trọng lượng của vật, hoặc là một cái lực đầu tiên tác dụng lên cái đòn bẩy này, đúng không ạ? Ví dụ như F1 nằm đây. Cô giả sử lực F1 như vậy, lực F2 nó sẽ chúc xuống như thế này. Đây là vị trí ô 1, đây là vị trí ô 2. Vậy các em luôn có một cái biểu thức như sau, là ô 1 nhân với lại F1, độ lớn của F1 thì nó sẽ bằng OO2 nhân với F2. OO1 nhân với F1 bằng OO2 nhân với F2. Như vậy nếu OO1 càng nhỏ này, OO1 càng nhỏ, OO2 càng lớn thì F1 nó sẽ càng lớn, F2 càng nhỏ, đúng chưa? Này, nếu cái này càng nhỏ này, cái này càng nhỏ, cái này càng lớn thì OO1 mà nhỏ hơn OO2 thì F1 nó phải lớn hơn F2. Và cái biểu thức này các em hãy học thuộc cho cô nhé. Biết đâu một lúc nào đấy các em sẽ cần dùng đến. Đặc biệt là các cái bạn nằm trong đội tuyển thi học phí giỏi thì sẽ gặp phải công thức này.
Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong lý thuyết và các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của bài đòn 7. Các em về hãy xem kỹ lại lý thuyết và làm tiếp cho cô các cái bài tập ở trong sách bài tập nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập, đúng không nào? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.